Phúc Bình Dương Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người xem video của Phúc thấy hấp dẫn hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nha. Đây này các bạn, đây là con cá, cá chim các bạn. Phúc đi xuống cái hồ cá các bạn. Phúc mua con cá chim về để làm món, đó là cá chim hầm thuốc bắc các bạn, với lại đẳng sâm các bạn. Đây các bạn, thôi giờ Phúc xin dùng máy để làm cá các bạn. Đây nè các bạn, Phúc đã làm con cá chim sạch sẽ các bạn. Thôi giờ Phúc sẽ cắt ra làm đôi để hầm thuốc bắc và đẳng sâm nha các bạn. Thôi giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bếp các bạn. Đây nè các bạn, đây là con cá chim. Phúc đã làm xong một lon bia kỹ tử, vỏ quế và đại hội các bạn. Còn đây là than thuốc bắc các bạn. Đây các bạn, thuốc bắc tìm gãi các bạn. Còn bên đây là đẳng sâm, bồi bổ sức khỏe và bổ thận tráng dương nha các bạn. Đây các bạn, thôi giờ Phúc sẽ bỏ thuốc bắc vào để nấu trước, để cho đây là cái đổ trọng các bạn, nó chỉ đau khớp các hai các bạn. Và đây là hoài sơn, hoài sơn các bạn. Đây, hoài sơn này nó lâu chín lắm cho nên là mình phải nấu trước 45 phút các bạn. Rồi táo đỏ nè, kỷ tử. Thôi giờ Phúc sẽ rổ cái kỷ tử đỏ vào các bạn. Đây là vỏ quế các bạn, bẻ ra bỏ vô. Đại hồi và kỷ tử mình sẽ bỏ vào luôn các bạn, để cho nó chín, cho nó ra cái nước bổ các bạn. Đây là đẳng sâm. Đẳng sâm này bồi bổ sức khỏe và bổ thận tráng dương các bạn. Thì những cái người mà già nè, trẻ em nè, những người bệnh đồ á, nấu đẳng sâm ăn rất tốt các bạn. Đây là lon bia để đổ vào để cho nó có cái vị thơm các bạn. Tại vì Phúc không có rượu vang cho nên Phúc sẽ đổ bia vào để cho thơm các bạn. Cho nên mình đổ bia đỡ các bạn. Nay Phúc bận công việc nhà rất nhiều. Đây mình đã nắp lại các bạn. Wow. Phúc cũng đã nêm nếm vào trong đây các bạn. Thì các bạn cứ nêm vừa khẩu vị các bạn ăn thôi. Các bạn muốn nêm gì cũng được, vừa khẩu vị các bạn ăn các bạn. Đây đây các bạn, thuốc bắc nó cũng chín rồi. Thôi giờ Phúc sẽ đổ cá chim vào để nấu các bạn. Con cá chim này nó to quá, không biết bỏ vô hết không nữa. Ồ chắc không hết đâu các bạn, con cá chim này nó to thiệt. Đây các bạn, bỏ vào cái nồi này không hết. Con cá này chỉ có 2,2 kg thôi mà bỏ vào cái nồi này không hết các bạn. Thịt cá chim càng lớn nó càng ngon ngọt và xương nó to nên là mình ăn mình không sợ bị mắc xương cá các bạn. Cá chim này ăn rất là béo các bạn, dai ngon lắm các bạn. Thôi Phúc đậy nắp lại các bạn. Đây, cá đã chín rồi các bạn, nhìn ngon các bạn. Wow, quá thơm luôn các bạn. Đây các bạn, nhìn đã quá. Thôi Phúc tắt bếp và múc ra mời các bạn cùng dùng với Phúc nha các bạn. Chúc cho các bạn một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ nha các bạn. Đây nè các bạn, Phúc đã dọn ra bàn các bạn. Và wow, con cá chim hấp thuốc bắc và đẳng sâm nha các bạn. Nhìn rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nước hầm thuốc bắc và đẳng sâm nãy các bạn. Đây các bạn, trời ơi kỹ tử nó rất là bổ luôn các bạn. Quá ngon các bạn. Nguyên con cá chim, wow rất là to luôn. Nhìn rất là ok các bạn. Wow. Nè các bạn,
nhìn thấy ok. Tôi hôm nay Phúc xin chúc cho các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Hãy nhớ nhấn chuông để nhận thông báo những clip Phúc ra các bạn. Đây các bạn nhìn nguyên con cá chim to có một mình các bạn. Wow, rất ngon thơm các bạn, đã luôn các bạn. Thôi Phúc xin nói lại tạm biệt các bạn nha. Bye bye các bạn.